Nói đến sở thích của con gái thì thực sự là nhiều vô số kể. Trong đó, phần lớn các cô nàng đều thích ngoài giờ đến sở làm thì được shopping, dạo quanh phố xá hay đi xem phim. Và cuối tuần thì chỉ muốn được hẹn hò với người mình yêu thương. Thế nhưng sẽ lại có những cô nàng cộng sở hoàn toàn khác, những cô nàng chất thực sự và hiện đại thực sự. Họ có một cuộc sống nhiều màu sắc, thú vị và hay ho hơn những sở thích, thú vui đã quá quen từ trước đến nay. Đặc biệt, cách họ lựa chọn một con chiến mã giúp họ bong bong trên mọi nẻo đường cũng khiến cho người khác không thể không đưa mắt ngắm nhìn say đắm. Bên chiếc xế xinh xắn Abella hội tụ đầy đủ các tính năng vừa đảm bảo mỹ thuật, phong cách và tiện dụng. Các cô nàng công sở hiện đại không thích suốt ngày phải ở yên một chỗ mà phải luôn dịch chuyển, đi đến được nhiều nơi mới mẻ hơn và sẵn sàng bùng cháy cùng bạn bè trong những lúc cần thiết. Những cô nàng kiểu này đã không đi thì thôi, chứ đã đi là phải đến được những địa điểm không cần xa nhưng phải thật đẹp. Nơi mà họ có thể thực sự được enjoy cuộc sống, nhìn ngắm những cảnh vật đẹp nhất, ăn uống những món ngon nhất. Có những chuyến đi dạo loanh quanh nhưng được lên kế hoạch kỹ càng, có những chuyến đi đơn giản chỉ là bún thì xê dịch. Cuộc sống với những chuyến đi của họ chưa bao giờ là nhàm chán. Đôi lúc họ không muốn đến những nơi đã quá quen thuộc, mà thích tự mình khám phá, tìm kiếm những địa điểm mới để đích thân trải nghiệm được những điều mà không phải con gái nào cũng làm được. Những lúc ấy, họ lựa chọn những set đồ có gu hơi lạ một chút, phá cách một chút, sành điệu một chút, hay có những ngày đi đến sở làm, họ chọn những trang phục nổi bật, bắt mắt và thời thượng để thể hiện bản thân có thể hơi quá, nhưng mặc kệ. Miễn sao, đó là việc mà những cô nàng công sở thích và là điều mà các cô gái hiện đại đều muốn làm. Cuối cùng, những cô nàng công sở cực kỳ tự tin trên những điều mà họ làm, họ đi đến. Họ tự tin bởi họ là những cô nàng công sở hiện đại, hay đơn giản, họ có Abella bên mình.